Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kinh Y Lực Sống của tôi. Hôm nay là ngày 29 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa thường niên năm Bể. Và hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Marco chương 9 từ câu 37 tới 47 cùng bài suy niệm sau đây. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên chịu tội cho con, thì hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sông, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, thì hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sông, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bỏ rút rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, một trong những khuynh hướng thói xấu thường rất thông thường xảy ra nơi mỗi người chúng ta, thứ đó là óc bè phái và ham muốn độc quyền cho riêng mình. Những khuynh hướng này đã được biểu lộ nơi hai khuôn mặt mà các bài đọc hôm nay đã đề cập tới, đó là ông Giô-sê và tông đồ Gioan. Ông Giô-sê là người được Mai Sen tuyển chọn đứng đầu quân đội để dẫn dắt dân Do Thái băng qua sa mạc cũng như vượt qua sông Giô-đan để tiến vào miền đất hứa, chiếm lại phần lãnh thổ của cha ông ngày trước. Thế nhưng Giô-sê đã ghen tức vì hai ông Ê-đát và Mê-đát được ơn nói tiên tri. Bởi lẽ đó nên ông Giô-sê đã xin Mai-sen ngăn cản, nhưng Mai-sen đã không làm theo lời Giô-sê nài xin yêu cầu. Còn Thánh Gioan tông đồ, ông là vị tông đồ trẻ tuổi nhất và được Chúa Giêsu yêu mến. Thế nhưng khi nhìn thấy những người khác nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, có lẽ Gioan cũng đã có một chút ghen tức và đã ngăn cấm họ, hầu bản thân mình và phe nhóm của mình được độc quyền. Và như vậy chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã không hề chấp nhận thái độ đó. Từ thái độ của Giô-sê và của Gioan, chúng ta có thể rút ra một nhận định: ghen tức là thái độ buồn rầu khi người khác được may mắn và vui mừng khi họ gặp phải rủi ro hay tai ương hoạn nạn. Xét cho kỹ lại, chúng ta
cũng sẽ thấy đó cũng chính là phản ứng thương tình nơi con người của mỗi người chúng ta. Thực vậy thưa các bạn, những người có tính ghen tức thì không bao giờ cảm thấy trong mình được hạnh phúc cả. Tâm hồn luôn buồn bực vì nhận thấy rằng mình thua kém bạn bè. Chẳng hạn như khi gặp một người nào đó có một chiếc xe mới, có một quần áo mới, cũng làm cho chúng ta đem lòng xin ghét và có thể bực bội nữa. Như một câu chuyện sau đây, có hai người mù đi cùng đi ăn xin. Một ông thì nghe người ta bảo ông là người hát hay, và một buổi sáng nọ, ông này nghe thấy tiếng hát của ông kia, liền mon men lại gần rồi cũng gân cổ lên để mà hát. Ông nào cũng hát thật to để cho người đi đường biết rằng mình hát hay. Thế nhưng khi ai đi qua cũng đều lắc đầu ngao ngán và nói rõ, đúng thật là đồ khùng. Thái độ ghen tức thưa các bạn, nó còn có thể dẫn đưa chúng ta đến những tội lỗi nặng nề khác nữa. Chẳng hạn như nói hành nói xấu cáo gian người khác. Vì thế, ghen tức đã được liệt vào trong những bảy mối tội đầu như là những căn nguyên sinh ra những tội lỗi khác. Và thêm một câu chuyện khác trong thời Cựu Ước cũng để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về tính ghen tức trong con người của chúng ta. Sách Cựu Ước đã cho chúng ta biết rằng Giuse là người con được cha của mình là Jacob yêu thương, nên đã khiến cho những người anh em khác tỏ ra ghen tức, nhất là khi Giuse kể lại những giấc mơ của mình, nào là những bó lúa của anh được các anh em khác vây quanh sụp lại, nào là mặt trời mặt trăng và 11 ngôi sao sụp lại Giuse. Từ những thái độ ghen tức ấy, những người anh em của ông đã tìm cách giết hại Giuse, như bỏ ông xuống giếng, và sau cùng đã bán Giuse cho phường lái buôn Ismael đang trên đường đi xuống Ai Cập, rồi lấy áo choàng của Giuse nhúng vào máu chiên mà đem về báo cho Jacob biết là Giuse đã bị thú dữ ăn thịt. Và rồi đọc qua những đoạn tin mừng, chúng ta cũng thấy rằng những người biệt phái Pharisee luôn tỏ ra ghen tức với Chúa Giêsu bởi những công việc lạ lùng mà Ngài đã thực hiện, nên họ đã cáo gian Chúa trước tòa án Phi-la-tô, và rồi đã cùng đón đánh Chúa Giêsu vào thập giá. Thưa các bạn, điều Chúa muốn với mỗi người chúng ta là chúng ta hãy yêu thương nhau và hãy mong ước những điều tốt lành cho người khác. Điều quan trọng để vào được nước trời thưa các bạn, đó chính là đức tin. Nhưng điều còn quan trọng hơn nữa là tình yêu. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô đã viết: hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô chương 13 câu 13. Khi lên nước Thiên Chúa rồi thì đức tin, đức cậy không còn vì không cần thiết nữa, chỉ riêng đức mến không bao giờ mất được. Thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô chương 13 câu 8. Nước Thiên Chúa được định nghĩa là nơi hạnh phúc. Trong đó, mọi người phải hoàn toàn đối xử với nhau bằng tình yêu thương. Những cuộc chiến tranh đó đây trên thế giới xảy ra không phải là do con người thiếu đức tin cho bằng thiếu tình yêu thương. Như vậy, thưa các bạn, mỗi Kitô hữu chúng ta có đầu óc bè phái
muốn độc quyền được cứu rỗi, nghĩa là muốn loại trừ những Kitô hữu khác ngoài mình, không muốn cho họ hưởng hạnh phúc đời đời. Thì Kitô hữu ấy rõ ràng là thiếu tình yêu thương, mà thiếu tình yêu thương thì làm sao vào thiên đàng được. Chúng ta có lẽ đã biết câu chuyện về nhà thám hiểm tên là Onei, người đã tìm ra đất Ai Nhĩ Lan. Khi nhóm thám hiểm đến gần phần đất mới, vị thuyền trưởng tuyên bố hãy ai chạm tay trước hết vào phần đất trên bờ thì người ấy làm chủ phần đất ấy. Ông Onei quyết tâm chiếm cho bằng được. Ông chèo chiếc thuyền nhỏ vào bờ, nhìn thấy có kẻ khác vượt lên trên mình, ông quyết định lấy rượu chặt đứt cánh tay và liệng vào bờ chạm đất trước hết để thắng cuộc. Nhà thám hiểm cụt một tay để được chiếm hữu một nước thế gian. Thì trong việc chiếm lấy nước Thiên Chúa, Chúa dạy chúng ta cũng phải sẵn sàng hy sinh tất cả cho những gì thân thiết và yêu quý của chúng ta. Đành rằng chúng ta không phải hiểu lời Chúa dạy theo nghĩa đen, nhưng nhiều khi chính tay chân mắt mũi là dụng cụ thực thi những ý định đen tối và tội lỗi. Cuộc sống đời đời cao quý hơn cơ thể phần xác. Vì vậy chúng ta cần phải chế ngự, phải tôn trọng thể xác là đền thờ của Thiên Chúa. Nói tóm lại, thưa các bạn, con người chúng ta được dựng nên không ai giống ai hoàn toàn, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhưng sự khác biệt ấy không phải là một bất toàn của đấng tạo hóa, mà trái lại đó là một sự hoàn hảo của Ngài. Chính sự khác biệt ấy đã làm cho bộ mặt của thế giới trở nên phong phú hơn. Như vậy sự khác biệt không phải là lý do để cho con người chúng ta loại trừ nhau, mà trái lại nó phải là lý do khiến con người chấp nhận nhau, bởi chính sự khác biệt đó sẽ làm cho con người được phong phú thêm. Nhưng làm thế nào để có thể chấp nhận nhau được? Thưa, chỉ có tình yêu. Tình yêu sẽ vượt thắng mọi thứ hàng rào ngăn cách. Tình yêu sẽ lôi kéo những con người đang xa cách nhau về tiếng nói, màu da, địa vị, xích gần lại với nhau. Vì vậy, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết loại bỏ đi bức tường của sự ích kỷ, hẹp hòi và óc bẻ phải là những nguyên nhân dẫn đến mọi bất hòa. Thưa các bạn, vì ghen ghét nên các môn đệ đã thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi. Vì ai không ủng hộ các ông đều là kẻ thù của các ông. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài hiền lành và bao dung. Thái độ khép kín và độc quyền, thưa các bạn, thường bắt nguồn từ lòng ích kỷ chứ không phải từ lòng đạo đức chân thật. Đó cũng là thái độ của kẻ hèn nhát và khiếp đảm. Sau hết, chúng ta cùng cầu nguyện lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn có được một niềm tin và một tâm hồn say mê Chúa, và xin giúp cho mỗi người chúng con được luôn biết sẵn sàng hy sinh, dẹp bỏ mọi tính ích kỷ mà sống vì tha bác ái theo lời của Chúa mời gọi. Amen. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.